chị ạ. Trong chương trình báo điểm tri ân của tuyển sinh 247 vừa qua thì tuyển sinh 247 đã tìm ra được 10 thành viên xuất sắc của trang để trao học bổng, và chị Ngọc Trâm là một trong số những thành viên đó. Ngày hôm nay chị rất vui khi được trò chuyện cùng với em, và điều quan trọng là chị rất muốn được lắng nghe những chia sẻ của em về những kinh nghiệm và những phương pháp học tập của mình, và chị tin chắc rằng điều đó sẽ rất có ích cho các em học sinh khóa 99. Đầu tiên em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Em tên là chị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12Y, trường Trung học phổ thông Sông Mã. Tên tài khoản trên trang tuyển sinh 247 của em là Linh Trâm 98. Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua thì em có đạt được 23,85 điểm khối D. Chị được biết rằng là trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua thì em đã đạt 9 điểm môn văn. Theo thống kê thì trong kỳ thi của năm nay thì số thí sinh được điểm 9 môn văn trở lên rất là ít, và năm nay chúng ta không có điểm 10 môn văn nào cả. Rõ ràng là để đạt được điểm số như vậy thì không phải là việc đơn giản, đúng không nào? Và em có sẵn lòng chia sẻ những cái bí quyết học tập của mình với các em học sinh khóa 99 không? Vâng, em rất sẵn lòng ạ. Đầu tiên thì chị muốn hỏi là Trâm có phải là người yêu thích bộ môn văn không? Nói thật với chị là ban đầu em không phải là người thích môn văn ạ. Tại em thấy môn văn nó thường dài và khó. Nhưng mà trong một lần tình cờ em đi tìm tài liệu cho bài kiểm tra cuối kỳ của em, thế là em tình cờ tìm được một video bài giảng của cô Phạm Thị Thu Phương, là bài Chí Phèo. Sau khi học bài Chí Phèo thì em đã thay đổi suy nghĩ của mình về môn văn. Em đã cảm thấy yêu thích môn văn và có hứng thú để học môn văn hơn. Và từ bài giảng đó thì em đã biết tới tuyển sinh 247.com. Vâng ạ. Em đã đăng ký tham gia những khóa học nào ở trên trang rồi? Em đã đăng ký khóa đảm bảo môn văn của cô Phương, trong đó thì bao gồm khóa luyện thi cơ bản, khóa luyện đề có video chữa và khóa rèn kỹ năng, gồm các kỹ năng để có thể làm các dạng đề có thể xuất hiện trong bài thi. Vậy thì điều gì đã khiến em quyết định đăng ký tham gia các khóa học của cô Phương? Chỉ với một bài giảng Chí Phèo đó, từ đó em đã tìm thấy niềm cảm hứng để học tập. Cô Phương thì không chỉ là một người giáo viên mà lại còn là một người truyền cảm hứng nữa. Em đã bắt đầu hứng thú với môn văn hơn và có ý thích để đi tìm hiểu về các tác phẩm văn học. Vậy thì có cảm nhận như thế nào về các bài giảng của cô Phương? Điều gì là khiến cho em yêu thích nhất, tâm đắc nhất? Khóa đảm bảo của cô Phương đã trang bị cho em đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Có 3 điều mà em ấn tượng với khóa đảm bảo của cô. Thứ nhất là ngoài những video rất là hấp dẫn, thú vị thì còn là hệ thống tài liệu đính kèm được trình bày rất khoa học, dễ nhớ. Thứ hai là trong những bài giảng của cô thì cô luôn trang bị cho chúng em một lượng kiến thức rất sâu và rộng. Cô thường đi sâu vào những chi tiết dù là nhỏ nhất và mở rộng so sánh với các tác phẩm khác, giúp chúng em có thể liên hệ với các tác phẩm cùng thời kỳ hoặc là có những kiến thức văn học sâu rộng hơn. Điều em ấn tượng nhất đó là khóa rèn kỹ năng làm các dạng bài của cô. Cô đã chia ra làm 3 phần nhỏ như là dạng đọc hiểu, bài nghị luận xã hội và bài nghị luận văn học. Trong những dạng đó thì cô lại phân tách ra rất là nhiều bài giảng như là cách để làm dạng so sánh, dạng phân tích nhân vật, dạng phân tích tình huống chuyện và các kỹ năng khác. Điều đặc biệt nhất, em ấn tượng nhất đó chính là cách làm bài phân tích tình huống chuyện của cô. Nhờ bài giảng đó mà em đã có thể làm được tốt câu 3 trong kỳ thi năm nay. Quả thực là khóa rèn kỹ năng làm các dạng bài đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học của cô Phương được rất rất nhiều các bạn học sinh yêu thích, bởi vì là cô đã trang bị cho các bạn những cái phương pháp làm đầy đủ các cái kiểu bài thường gặp trong các kỳ thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Và chị tin chắc rằng là với cái sự hướng dẫn của cô thì khi gặp bất cứ một
tác phẩm nào, một vấn đề nào thì các em đã biết cách làm cái kiểu bài đó rồi, thì các em chắc chắn là các em cũng đều giải quyết tốt cái đề bài đó. Vậy thì em đã có những cái phương pháp như thế nào để học môn văn có hiệu quả? Do ban đầu em là người không thích môn văn, nhưng mà môn văn lại là một môn bắt buộc trong kỳ thi, nên là em đã xác định tiêu chí của em đó là cần cù bù thông minh. Trước khi học một tác phẩm thì em thường đọc trước tác phẩm đó, sau đó soạn bài. Trên lớp thì chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài, những phần mà cô liên hệ mở rộng với các tác phẩm khác hoặc là có những câu nói hay hay thì em sẽ ghi vào giấy nhớ và dán vào vở để mỗi lần cần lục lại kiến thức thì sẽ dễ tìm ạ. Sau đó về nhà thì em có hệ thống lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy. Em sẽ tìm ra những luận điểm của các tác phẩm để sao cho nó chính những luận điểm ngắn gọn, chính xác và dễ nhớ. Bên cạnh đó thì em cũng có một quyển sổ tay văn học, trong đó thì em có ghi các nhận định, các phần cô có mở rộng những câu nói hay để làm dẫn chứng, để phục vụ cho bài văn sao cho bài viết có thể sâu sắc nhất ạ. Ngoài việc học online, học qua sơ đồ tư duy và học bằng sổ tay văn học, thì em có thường xuyên luyện đề văn không? Em thường xuyên luyện đề văn 2 tuần 1 đề ạ. 2 tuần 1 đề. Vậy thì khi luyện đề em có đặt ra cho mình những cái nguyên tắc như thế nào? Khi luyện đề thì em thường ở trong một không gian yên tĩnh và tuân thủ theo đúng thời gian trong một phòng thi thật ạ. Tức là cũng làm bài trong 180 phút và viết như là mình đi thi. Thế thì theo em thì cái việc mà luyện đề ấy, nó sẽ có tác dụng như thế nào? Việc luyện đề có một tác dụng rất là to lớn, như là sẽ chuẩn bị cho chúng ta được tâm lý khi bước vào phòng thi, biết được cách phân bố thời gian và rút ra được kinh nghiệm sau mỗi một lần luyện đề, như là về cách dùng từ đặt câu, cách diễn đạt và lập luận của mình. Em có lưu ý gì với các bạn khi viết một bài văn không? Trước khi viết một bài văn thì em khuyên các bạn nên dành ra đến 5 đến 7 phút để phân tích đề, sau đó lập dàn ý. Trong khi viết bài thì các bạn nên tách ra thành những đoạn nhỏ và viết theo phương pháp diễn dịch. Bên cạnh đó thì các bạn cần phải biết phân bố thời gian. Nếu mà thời gian đã sắp hết mà vẫn chưa viết xong thì các bạn nên chuyển sang viết ngay phần kết bài để đảm bảo bố cục của một bài văn. Em thấy là việc học online thì sẽ có những cái ưu thế gì so với việc học ở trên lớp? Em thấy học online là một phương pháp học rất là hiệu quả. Thứ nhất là do các bài giảng trên trang tuyển sinh phát hành sớm, nên là em có thể học được những phần kiến thức trước khi các thầy cô giáo dạy ở trên lớp. Thứ hai là em có thể chủ động được thời gian học mọi lúc mọi nơi, miễn là khi có thời gian rảnh. Thứ ba là em sẽ lựa chọn được phần kiến thức mà mình đang bị rỗng hoặc là kiến thức mà mình cảm thấy thích thú về nó, em có thể học được. Ngoài ra thì mỗi bài giảng em được xem đi xem lại rất nhiều lần, và những phần mà kiến thức em còn thắc mắc thì em sẽ được các thầy cô giải đáp rất là tận tình và nhanh chóng. Em có lời khuyên nào cho các bạn để học online một cách có hiệu quả không? Em khuyên các bạn là trong khi học online thì chúng ta nên tập trung học một cách có hiệu quả, chứ không nên bật thêm các trang mạng khác để chơi game, nghe nhạc và làm các việc riêng. Bên cạnh đó thì việc ghi chép cũng là một điều rất quan trọng. Mặc dù có file đính kèm nhưng mà các bạn nên tự mình ghi chép theo cách hiểu của mình, vì việc ghi chép sẽ giúp các bạn nhớ lâu hơn. Và trong khóa luyện đề của cô thì các bạn nên tải đề về trước để làm, sau rồi mới xem cô chữa chi tiết. Việc đó sẽ giúp các bạn đánh giá được phần kiến thức của mình. Như vậy có thể tổng kết lại những cái phương pháp để chúng ta có thể học tốt bộ môn văn. Thứ nhất đó là chúng ta trước khi học một tác phẩm mới thì chúng ta hãy có cái phần soạn bài, có cái thao tác soạn bài, chuẩn bị bài trước khi học, đúng không nào, trước khi đến lớp. Và thứ hai nữa là việc ghi chép rất là quan trọng với môn văn. Chúng ta tích cực ghi chép lại, chăm chú lắng nghe những cái bài giảng của thầy cô, ghi chép lại những cái phần kiến thức quan trọng, và đặc biệt là những cái phần kiến thức được thầy cô liên hệ mở rộng ở bên ngoài. Và từ đó thì chúng ta có thể hình thành một cái cuốn sổ tay văn học, đúng không nào?
Và thứ ba nữa đó là chúng ta nên cố gắng học thuộc những cái văn bản trong sách giáo khoa, trước nhất là các văn bản thơ đúng không? Và đối với các văn bản văn xuôi thì chúng ta sẽ cố gắng lựa chọn ra những câu văn, những cái chi tiết, những cái hình ảnh hoặc là những cái đoạn văn tiêu biểu để làm dẫn chứng cho bài viết của mình. Còn đối với việc làm một bài văn thì các em sẽ lập dàn ý trước khi làm bài này đúng không? Khi viết bài thì nhớ tách ý, tách đoạn rõ ràng, viết các đoạn văn theo kiểu lập luận diễn dịch và nhớ phải đảm bảo cái bố cục ba phần của một bài văn sao cho đầy đủ đúng không nào? Và ngoài ra thì còn có các cái cách học cũng rất là hiệu quả nữa, đó là chúng ta học bằng sơ đồ tư duy và chúng ta học online đúng không nào? Chị cảm ơn những chia sẻ của em và tin chắc rằng tất cả những cái chia sẻ vừa rồi của em sẽ rất hữu ích cho các em học sinh các khóa sau, và từ đó các em sẽ có thể tham khảo và có thêm cho mình những cái cách học mới phù hợp với bản thân để có thể đạt kết quả cao trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 sắp tới. Cuối cùng thì em có muốn nói điều gì với các thầy cô và có muốn nhắn nhủ điều gì với các em học sinh khóa sau không? Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô Phương và các thầy cô bên tuyển sinh 247, và đặc biệt đối với khóa 99 thì em có một lời khuyên cho các em, đó là việc xuất phát sớm luôn là một lợi thế, và các em hãy cố gắng nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu mình được đặt ra. Chị cảm ơn em. Chị cũng có biết một câu nói là nếu ước mơ của mình đủ lớn thì hiện tại sẽ trở nên nhỏ bé. Và như vậy thì các em khóa 99 thân mến, các em hãy đặt ra cho mình những mục tiêu học tập ngay từ thời điểm này và bắt tay ngay vào việc ôn luyện. Chị tin chắc rằng với những chia sẻ của chị Ngọc Trâm vừa rồi, cùng với quyết tâm, nỗ lực của các em và với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô thì chắc chắn mùa thi 2017 sẽ là một mùa thi thành công đối với các em. Và ngày hôm nay thì tuyển sinh 247.com có một suất học bổng để trao tặng cho Ngọc Trâm. Chúc em sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trên con đường học tập của mình và sẽ đạt được ước mơ của mình trong tương lai. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em đã tham gia chương trình ngày hôm nay.